bây giờ vô cấp cứu được hay không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bây giờ người bệnh người ta vô cấp cứu là không nhận đúng không? Tôi hỏi là cấp cứu có nhận hay không thôi, tôi chỉ hỏi một câu vậy thôi. Ở đây là bệnh viện, người cấp cứu phải nhận người ta. Nghe nè, khoan, anh phải nói nha. À. Vậy định chỉ quay đúng không? Không ai chỉ ở đây á, tôi điện tổng đài hotline kêu tôi lên đây nè. Bệnh viện Quân Thạnh hiện đang tạm ngưng nhận cấp cứu bình thường. Ở đây F0. Có nghĩa là bố tôi đang là F0. À, tôi nói anh hiểu không? Rồi. Tôi nói tiếng Việt anh hiểu chưa? Đúng không? Anh đang có ở nhà có cái phòng tả không? Có. Anh đây được. Bây giờ không ai chịu xuống hết trơn giờ sao? Thì tôi phải chạy, bây giờ chính quyền kêu tôi là lên đây thì tôi phải lên đây chứ sao? Bây giờ tôi điện là người ta nói là bắt buộc tôi phải lên bệnh viện Bình Thạnh. Đúng không? Bây giờ bố tôi đang nặng, bố tôi là bệnh là mình khỏi, bây giờ tôi tới thì bây giờ anh nói là không nhận cấp cứu. Ủa mấy anh là bệnh viện hay anh là cái gì? Có nghĩa là anh nói anh hiểu không? Bố em đang là F0. Bây giờ chính quyền địa phương không chịu xuống bây giờ làm sao? Tôi tính tôi đợi thì bố tôi chết rồi ai chịu? Mấy anh làm việc mấy anh nói chuyện kêu nó sao được? Ví dụ bố anh đang bị F0 á. Tôi nói là nó chịu xuống không tả, mày hiểu không? Tao nói tiếng Việt mày hiểu không? Bây giờ bố mày bị không? Bây giờ tôi nói anh nghe là anh liên hệ với chính quyền địa phương anh. Bây giờ tao nói cho mày nghe như này nè, tao điện cho phường xuống. Rồi mày vô mày hỏi đi, đừng có trả lời không không. Anh nói chữ này từ em vô em báo lại cho chắc. Bây giờ nè, tôi nói là bố tôi đang là F0. Anh nói chậm thôi nè. À, bố tôi đang là F0, bây giờ bố tôi đang là khó thở. Có cấp cứu bố tôi hay không? Vậy thôi. Đúng rồi. Rồi sao? Đúng rồi. Rồi xong rồi đúng không? Nhà anh không có phong tỏa gì đó đúng không? Chưa phong tỏa, giờ có 6 người nhiễm thôi chứ chưa phong tỏa. 6 người nhiễm càng trong nhà anh nhiễm nhiều, anh phải kêu chính quyền địa phương phong tỏa. Bây giờ chính quyền không xuống giờ làm sao? Thì bỏ vậy tôi nói anh, nhưng mà bây giờ trong cái lúc này tôi đang cần cứu người, anh hiểu không? Còn cái chuyện chính quyền đó là chuyện nó tính sau đi. Dạ thì đó. Anh ít nhất anh phải trả lời tôi vậy, tôi cũng còn mới hiểu anh kêu quắt tay là đi đi sao được. Tôi kêu nó mai lên mới xuống hà trà đó.